Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy các người chăn chiên hối hả ra đi đến Bethlehem. Họ gặp bà Maria, ông Giuse cùng với hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế họ kể lại điều họ đã được nghe nói về hài nhi này. Tất cả những ai nghe đều ngạc nhiên về những gì các người chăn chiên nói cho biết. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được tai nghe mắt thấy theo như họ đã được loan báo. Khi hài nhi được đủ 8 ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho hài nhi là Giêsu, đó là tên mà sứ thần đã đặt cho người trước khi người được thụ thai trong lòng mẹ. Đó là lời Chúa. Xin lấy tông đề thứ. Entre le bœuf et l'âne gris, dans le petit fils, mille langes divers, mille séraphins, vole ta răng tua de răng đi ở đa mùa. Đó là bài hát cổ của Pháp mô tả cảnh Giáng sinh. Cảnh Giáng sinh ấy mà trang phúc âm chúng ta vừa nghe thuật lại cho chúng ta, khi mà ở cánh đồng chiên, các mục đồng được thiên thần đánh thức dậy: dậy mau, dậy mau. Tôi báo cho anh em một tin vui mừng trọng đại: hôm nay đấng cứu thế đã sinh ra cho anh em. Và rồi các mục đồng hối hả, những người chăn chiên vội vã ra đi để đến nơi hang đá Bethlehem. Chúng ta thấy hang đá Bethlehem, họ trông thấy gặp gì? Thưa, họ gặp thấy bà Maria, ông Giuse cùng với hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Chúng ta thấy toàn thế giới lễ hội Noel, và một trong những điểm nhấn của lễ hội Noel đó chính là máng cỏ, đó chính là hang đá Bethlehem, mà đi đâu chúng ta cũng thấy tái hiện lại khung cảnh Giáng sinh của đấng cứu thế. Và các mục đồng, những người chăn chiên, ngạc nhiên. Ngạc nhiên chưa? Khi họ đến nơi đúng như là những gì mà sứ thần đã báo tin cho họ biết. Và ở đây ghi nhận, bà Maria ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Đức mẹ ngồi bên nơi Chúa Hải Nhi để rồi Đức mẹ suy gẫm những điều mà Thiên Chúa đang thực hiện. Một Thiên Chúa tình yêu, có một tình yêu Giáng sinh làm người ở giữa chúng ta. Tình yêu đó có tên là Giêsu. Và tình yêu Giáng sinh này không dừng lại ở nơi hang đá Bethlehem, sinh ra nơi đồng vắng. Và cả cuộc đời của Thầy Giêsu là rong ruổi trên đường. Và Ngài chết, Thầy Giêsu chết ở trên đồi. Và như thế, Đức Giêsu sinh ra nơi đồng vắng. Đức Giêsu rảo khắp nẻo đường để đi loan báo tin mừng. Và cuối cùng thì Chúa Giêsu chết trên đồi cao.
Và như thế một tình yêu Giáng sinh làm người, tình yêu ấy đi đến tận cùng của tình yêu, đó là chết vì người mình yêu. Thật là ý nghĩa khi hôm nay chúng ta mừng, mừng mầu nhiệm ngôi hai Thiên Chúa làm người. Và một Thiên Chúa say mê con người, cho nên từ trời cao đã đi vào trần gian này, được thụ thai nơi cung lòng Đức Trinh Nữ Maria. Và nếu như xã hội ngày hôm nay người ta hay nói theo cách đối trọng, đối nhau, phía sau thành công của người đàn ông luôn luôn có một người đàn bà, thì cũng như vậy, khi chúng ta mừng mầu nhiệm Giáng sinh con Thiên Chúa làm người, tưng bừng lễ hội Noel, và ngày hôm nay giáo hội nhắc cho chúng ta vai trò quan trọng của một người phụ nữ, của người đàn bà. Người đàn bà ấy có tên là Maria. Lễ hội Giáng sinh tưng bừng rộn rã với ngôi hai con Thiên Chúa làm người, hài nhi Giê-xu, và phía sau background của hài nhi Giê-xu này, đó chính là người mẹ, mẹ Maria mà hôm nay giáo hội mừng. Và đôi bạn trẻ, anh Phaolô Đặng Văn Phong và chị Maria Nguyễn Thị Sáu, chọn buổi chiều đầu năm dương lịch 2017 này để rồi tay trong tay, hôm nay anh chị dắt nhau đến nhà thờ, và theo sau là cha mẹ đôi bên thân bằng quyến thuộc bạn hữu cùng đến đây để chứng kiến lễ thành hôn của anh chị. Và chút nữa đây anh chị sẽ nắm tay nhau nói lên lời ưng thuận kết hôn, khi thịnh vượng lúc gian nan, khi yếu đau lúc mạnh khỏe, mãi mãi thuộc về nhau, mãi mãi bên nhau. Và như vậy, nếu như người đàn ông đóng vai trò ngoài xã hội, thì người đàn bà nơi mái ấm gia đình luôn luôn là một nội tướng quan trọng để mà điều phối gia đình của mình được ấm cúng, yêu thương, thuận hòa. Và như vậy, thành công của người chồng luôn luôn phía sau đó là người vợ thân yêu của mình. Ước gì đôi bạn trẻ hôm nay quyết tuyển chọn nhau, ăn đời ở kiếp với nhau, luôn luôn trân trọng, ghi nhận những đóng góp chồng chồng, vợ vợ, con một nhà. Thành công của người chồng do đóng góp yêu thương của người vợ, cũng như thế, người vợ được vẻ vang cũng nhờ qua người chồng, và như có một sự hỗ tương để rồi đời sống hôn nhân gia đình luôn luôn là sự hỗ tương, và tình yêu luôn luôn là như vậy. Tình yêu không khi nào đơn phương, tình yêu luôn luôn phải là một sự hỗ tương. Chồng vợ yêu thương nhau, xin Chúa đổ tràn đầy phúc lành. Trong ngày đầu năm hôm nay, đôi bạn trẻ nắm tay nhau bước đi trong suốt cuộc đời này, xin Chúa ban muôn phúc lành cho các anh.